Mình có anh bạn chơi với nhau từ khi 17 tuổi, bắn đi thời gian dài, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, một kỷ niệm mà tôi không hề quên, ngày đó là tháng 8 tôi bị công an bắt nhốt vì tội ngủ lang thang cổng chùa, đến ngày nhập ngũ bản cầm giấy gọi nhập ngũ trình báo công an, công an cho về để nhập ngũ đi bộ đội, sau cái ngày đó tôi không còn phải ngủ ngoài cổng chùa, ghế đá công viên nữa. Tôi đã trở thành chú bộ đội khi vừa tròn 17 tuổi. Chống lại bè lũ xâm lược sau gần 50 năm sau, bạn biết tôi không còn ở Việt Nam nữa, bạn tìm kiếm nhiều nguồn thông tin, sau cùng cũng tìm được Facebook, từ Facebook bạn biết số điện thoại. Nay bạn gọi điện hỏi thăm và mong tôi về Việt Nam chơi, rồi ghé qua nhà bạn chơi, sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, mình khoe dạo này chỉ ăn với nằm thôi. Bạn bảo sướng vậy, mình bảo đang tìm người giúp việc. Bạn hỏi giúp việc gì, mình bảo chỉ nấu ăn và hàng ngày thông tiểu, rồi đổ bô, tắm giặt thôi bạn vội vàng tắt máy luôn thế có buồn không hú hồn ông chồng đi xét nghiệm bác sĩ bảo bị ung thư còn sống được một tuần anh mở tiệc mời tất cả bạn nhậu đến để chia tay tao bị dính hiv tuần sau thăng chết mấy thằng bạn nhậu nghe vậy chuồn hết vợ hỏi ung thư sao anh nói hiv cho những thằng đó không đến ngủ với em khi anh chết